Đó, chạy nè, chạy nè. Đó. Chạy qua em nghe bọc luôn á. Được rồi, đây. Thấy mấy cái điểm câu đẹp không? Đây, nay mình đi lội xuống tới dưới các bạn, mình câu. Thì mấy cái điểm đó thì mấy anh em nó ưa câu ngay cái lỗ đó lắm. Cá tra, cá chép, cá hắc lát. Thì mình móc trong bờ thì mình câu cá rô. Đó, đó, trời ơi, cá rô. Hết hồn mày. Cá rô nhỏ xíu à. Bựng tìm riết à. Đó là bựng tìm, các bạn thấy không? Bận tìm vậy đó. Đó, nó ăn rồi đó các bạn ơi. Xuống rồi nó bê cái phao liền. Đó, 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 rút rồi các bạn. Chín nè, cá bự, cá bự. Đó. Ô ô. Hugo. Hugo. Hugo cá rô. Ồ, con cá rô rồi các bạn ơi. Thằng thấy rồi. Ồ, con cá rô rồi các bạn. Con này cỡ ba lạng mà nó đẹp lắm. Con này nó đẹp chứ các bạn. Ồ. Con này nó đẹp cực kỳ luôn á, nó mập. Đã lắm các bạn ơi. Con cá này nhìn như là nó ghiền. Sorry các bạn nha, con cá này nó quá quá bự các bạn, đẹp nhưng mà thấy nó đổi màu quá các bạn. Thôi mình cũng xin phép các bạn mình thả xuống nha. Nói chung là mấy con cá bự này mình mê lắm nhưng mà mình ít có ăn cá bự lắm, mình thích đó, mình để cho nó gây giống nha. À, bỏ xuống dưới đó luôn các bạn. Rồi chào các bạn nhé. À, mình cũng đã tới điểm kinh nhì các bạn, nhưng mà phải đi kiếm cái chỗ câu cho nó thích hợp. Ôi cha, nước nó cạn quá cạn. Bà con ta đang xả lúa nên nước nó đục. Con cá bự quá à. Cá nó quận bự dữ à. Không biết cái gì các bạn, nó quận cái hết hồng luôn á. Để ngồi ở đây coi coi có cái gì nó quận móng không. Nước đây nó cạn quá các bạn ơi. Con cá quần móng nè.
Bạn thấy con đường quê đẹp không? Xung quanh là mít không rồi các bạn. Hai bên là kênh. Tại mình ra ngoài bị sông lớn. Thấy mấy cái đường cây xanh đẹp không? Rồi mình ra sông lớn câu các bạn ơi. Sông lớn giờ mới có nước, sông nhỏ thì chưa có nước các bạn. Chỗ này cá dữ lắm luôn nha. Bạn thấy cái điểm câu này view đẹp không? Đó, hồi clip trước mình có câu phía bên đó đó các bạn. Giờ mình di chuyển qua bên đây. Hiện tại thì giờ cũng 10 giờ. Đây, cái điểm câu này đây. Đó, mình sẽ móc đây lỗ hay lỗ gì đó. Rồi câu dài dài lên. Rồi mình xin bắt đầu câu cá nha. Cá này bự lắm. Cá này nó cỡ 4 ngón quá. Bắt cá bự nè các bạn ơi. Cá nó chơi. Thấy đường con cá này là nó không thấy đường. Đó, chạy nè, chạy nè. Đó. Ok. Vô tim là biết rồi. Vô tim là biết liền. Để em nói. Nói lúc chạy xong hết cá chê. Mới vừa nhắc các bạn ơi, mới vừa nhắc ra. Thôi rồi 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 cho xuống luôn đi. Hay quá. Thích câu trong bụi này nè các bạn. Ừ, có cá lớn lắm. Đó đó, tìm lên nè, ăn rồi các bạn ơi. Ồ, nó ăn mà nó bay luôn, giật cái nó cũng bay theo luôn các bạn. Lạ chưa? Ú luôn. Thôi cá rô nè. Lạ chưa? Ủa. Quá đã luôn các bạn. Mà mấy anh ở bên Bến Tre qua đây câu phải rồi. Ê, ê, ê. Mình sẽ câu ngay chỗ cái điểm này trước các bạn ơi. Đây, mình móc đây lỗ trước nè. Sảy uổng. Ở trên này dướng cây mít các bạn. Ăn rồi các bạn ơi, dính nè, đó đó, đã không? Ôi nó ăn đi vô. Ừ. Câu cá cũng có lý ạ, bỏ xuống mà nó làm vậy mới đã. À.
Bạn thấy đã không? Cá đẹp mức mượt luôn. Vô là nhá 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 cái phao liền đã câu vậy mới mê. Tính nè, tính nè, lứa cần này câu cá rô khỏi khỏi bàn, con cá rô câu ngon lắm, cá nhỏ, cá hai ngón nhiều ghê, cá nhỏ nhỏ thả xuống các bạn ơi, chạy nè, chạy nè. Đó, thấy không? Nhấp nhấp nhự nhự nó bò ra nó ăn. Con này cũng được 3 ngón. Thấy đã không? Cá đẹp lắm. Rồi, kết thúc các bạn ơi. Đợi câu mấy con ha. Cá nó chậm ăn quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye.